Xin chào mọi người ơi. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người về hạnh tiên thảo 11 cây. Hạnh tiên thảo thì cây hạnh tiên thảo này là một loại cây mà rất là phổ biến và được yêu thích trong các giới các bạn chơi cây cảnh rồi. Và chúng có thể là một loại cây mà rất là dễ chăm sóc này. Và cái giá phải chăng, và đặc biệt là nó sẽ mang lại ý nghĩa may mắn cho gia chủ nhé mọi người. Vậy nên là chúng ta cùng tìm hiểu qua cái hạnh tiên thảo này, về ý nghĩa này, về cách chăm sóc và về giá cả của cái hạnh tiên thảo này như thế nào nhé mọi người. Đó, mọi người xem, hạnh tiên thảo là một loại cây mà nó có màu rất là đặc trưng, đó, rất là đẹp, màu tím mọi người ơi. Và kết hợp với cả chậu màu hồng này thì mọi người xem là cái hạnh tiên thảo này có rất là đặc biệt không? Đó, rất là đặc biệt đúng không mọi người? Và tuy nhiên thì cái cây hạnh tiên thảo này ấy, nó không có ảnh hưởng quá lớn đến môi trường cũng như là phong thủy đâu. Và, nhưng mà chúng ta cũng nên nghiên cứu về cái cây hạnh tiên thảo này đó. Mà kiểu là bản thân nên, nếu mà các bạn muốn nó mua ấy thì có thể loại trừ những cái trường hợp xấu nhá mọi người đó, mà mình có thể là sẽ cần được chăm sóc kỹ càng đó. Thì cây hạnh tiên thảo này là một loài cây mà nó thuộc họ hồ tiêu và nó có nguồn gốc từ Mexico, Brazil đó. Và nhờ cái bản tính dễ trồng này, thích nghi với môi trường nên là chúng được nhân giống và hiện nó hiện hữu tại rất là nhiều quốc gia trên là thế giới. Và trong cái điều kiện môi trường tốt thì cây hạnh tiên thảo này phát triển khoảng 20 đến 30 cm một bụi cây như thế này. Đó, 20 30 cm mọi người. Bây giờ mình không có tính chậu thì mình tính nó có cái phần này thôi mọi người. Đó, tầm 20 đến 30 cm nhá. Nó cũng phát triển rất là tốt và nó có rất là nhiều mầm con ở trong này này mọi người ơi. Mọi người xem cái cây của mình nè, đó, nó có nhiều mầm con lắm. Cái cây hạnh tiên thảo này là một loại cây mà nhóm bụi nhỏ đó, nhóm cây bụi nhỏ ấy, nó mọc thành bụi như thế này mà. Thì vẻ đẹp của cây này thì nó nằm trong những chiếc lá hình trái tim, màu của nó là màu tím lục bảo đó, đỏ, hoặc là đôi khi nó sẽ sang màu tím như thế này đó, màu tím này pha chút với một chút xanh xanh đó mọi người, đẹp không ạ? Khi lá còn non thì có một chút gai lông, và khi mà nó trưởng thành rồi thì bề mặt của lá này nó rất là nhẵn nhủi và gân lá nó sẽ nổi rõ hơn đó, mọi người thấy không? Đó, trời ơi nó đẹp lắm mọi người, nó có hình trái tim ấy. Thế luôn, nó đặc biệt kinh khủng luôn ấy. Thì cây hạnh tiên thảo này thì nó không quá nổi bật như là những cái cây cảnh khác, nhưng mà cái hoa của chúng lại cây này nó rất là mọc thẳng đứng và nó bầu như thế này, đó, rất là đẹp. Và hình dạng của hoa thì thuộc nhầm tưởng đến ngọn cây giống rau càng cua đó, nhưng mà chúng lại ra hoa suốt mùa thu và mùa hè đó. Tuy cái hình dáng và màu sắc của hoa thì nó lạ, nhưng mà cây này nó lại mang cái vẻ đẹp độc đáo này, và nó có rất là nhiều người muốn sở hữu cái cây như thế này. Mọi người xem, thề luôn ấy, cái này mà mình để ở trong cái bàn làm việc này, để trong phòng khách ấy, nên nổi cái phòng của mình lên ấy mọi người ơi, đẹp lắm. Lại thêm một cái chậu hồng mà mình đang cầm như thế này. Đó, trời ơi, cái chậu hồng nó xinh ơi là xinh. Thì loại cây này thì không có độc tính nha mọi người, và thân thiện với cả môi trường, với cả vật nuôi và trẻ nhỏ, nên là các bạn có thể thoải mái mà mình trồng trong nhà, có cả trẻ con đó. Về công dụng thì ngoài cái tính năng là làm cây cảnh, làm đẹp cho cái không gian, thì cây này còn được cho là nó có thể lọc cái sóng wifi này từ các cái thiết bị điện tử đó, như là từ máy tính, điện thoại này và từ tivi, nói chung là các thiết bị điện tử mà nó phát ra ấy,
thì nó có thể lọc 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 cho mình cái sóng điện trừ trừ từ đó đó. Và hơn thế nữa thì cái màu sắc đỏ tía đỏ đỏ tím này của nó kích thích cái cho mình cái sự tập trung này, tinh thần làm việc cho chủ nhân của mình, và nên là chúng sẽ được thường được đặt ở là bàn làm việc hoặc là văn phòng hoặc là phòng khách mọi người, nó tô điểm cho cái căn phòng của mình nó độc đáo hơn, nó đẹp mắt hơn. Nhờ cái sắc đỏ tím này á, nên là đặc trưng của mà cái hạnh tiên thảo này muốn ngụ ý đến đó, chúng ta đó là cái sự may mắn này, sự tài lộc này, và nó có thể phát triển phát tài trong cái kinh doanh của chúng ta này. Và thế nên là cái hạnh tiên thảo này nó là một loài cây mà nó thuộc và nó hợp với cả mệnh hỏa, vì thế mà nó rất là phù hợp với những người mệnh hỏa và mệnh thổ nha mọi người. Những người mà thuộc mệnh hỏa này và kim thì cũng đừng quá là đo đo lo lắng vì loại cây này, vì yếu tố của nó là cung mệnh và tuổi tác không có yếu tố quyết định là giống cây này có phù hợp với bạn hay không đó. Đó, tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về cách chăm sóc của loại cây này. Vừa thì mình đã nói về cái phong thủy là nó độ tuổi phù hợp với là và ý nghĩa của cây rồi, thì bây giờ mình sẽ nói về cách chăm sóc của cây hạnh tiên thảo. Vì nhóm cây hạnh tiên thảo này là một loại cây mà dễ trồng, dễ chăm sóc và dễ sinh trưởng, nên là cái chăm sóc của chúng cũng không quá là khắt khe và nó rất là dễ chăm sóc. Thì các bạn chỉ cần chú ý một số điểm như sau. Thứ nhất là về ánh sáng, thì cây hạnh tiên thảo này thì tránh những cái ánh nắng trực tiếp chiếu vào cây, chỉ nên đặt cây ở những nơi mà mát mẻ này, có bóng râm thôi mọi người, và tưới đủ nước. Về thứ hai đó là nhiệt độ đó, vì loại cây này ưa bóng râm ưa mát, nên là đặt cây ở những cái nhiệt độ phòng không quá 30 độ C, và nhiệt độ lý tưởng cho cây là khoảng 10 đến 25 độ C nha mọi người. Về các cái lượng nước tưới thì chúng ta có thể không nên tưới quá là nhiều, không nên tưới mỗi ngày, và các bạn có thể tưới 3 tuần à 3 lần một tuần. Tốt nhất là chỉ nên phun sương cho cây mỗi ngày để có thể đảm bảo đủ độ ẩm cho cây. Về chất lượng đất thì với cái loại này thì nó sinh trưởng khá là tốt trong cái môi trường đất khô cằn cõi một chút cũng được, nên là thay phân bón 1 tháng một lần cho cây là đủ nhé mọi người. Thường xuyên lau lá đi để có thể là để cho cây quang hợp tốt hơn, và cũng như là tránh xa những cái sự tấn công của sâu bọ mầm bệnh cho cây. Và ở trên thị trường thì có khá là nhiều chỗ để có thể mua cây để mua cây hạnh tiên thảo này, nhưng mà riêng cây đời thì là một nói trong cảnh là một chỗ mà có thể cung cấp cây cảnh giá rẻ như ở vườn đó, rất là đa dạng. Những cây bụi mà có chiều cao khoảng 18 đến 20 độ C, 18 đến 20 cm như thế này thì chỉ thường có giá dao động, nếu mà có cả chậu đẹp rồi thì nó thường dao động khoảng 150.000 thôi mọi người ơi. Đó, rất là rẻ đúng không ạ? Tại vì nó có bầu, nó là một cái bầu to như thế này ấy, thì giá nó sẽ dậy đắt hơn một chút với cái bầu nhỏ ấy mọi người. Dù là cái mức giá của nó sẽ thay đổi như thế nào về kích thước này, về các thứ, thì cái khu vực mà các bạn sinh sống ấy như là cái điều kiện quan trọng hơn đúng không ạ? Thì cái giá thì hơi nhích một chút, nhưng mà cái khu vực mà mình sống ấy mà mình có thể đặt cây này thì nó rất là hợp lý rồi. Cái chỗ mà mình sinh sống nó quan trọng hơn là tiền bạc đúng không mọi người? Đó. Thì mình hãy chọn những nơi mà uy tín để mình có thể mua cây đó mọi người. Các cái tiểu cảnh như thế này thì nó rất là phổ biến rồi, bởi vì nó thì không chỉ là tạo cho mình cái cảm giác là nó thư giãn thoải mái, mà còn có cái phần trang trí nội thất rất là độc đáo, mang cái vẻ đẹp khác lạ đến với cái ngôi nhà, đến với cái văn phòng của mình, nơi mà chúng ta có thể sinh sống, nơi mà chúng ta ở, chúng ta làm việc ấy.
nó sẽ độc đáo hơn và nó sẽ làm cho mình cảm giác là rất là thoải mái mọi người ơi. Rất là đẹp đúng không ạ? Đó. Thì nếu mà mọi người có nhu cầu, mọi người muốn mua thì mọi người có thể liên hệ mình qua số hotline mà mình để trên tường và có cả địa chỉ ở trên đấy luôn nhá mọi người ơi. Đó. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái clip này của mình. Thì mong là những cái điều mà mình chia sẻ thì sẽ giúp cho mọi người một số thông tin để cho mọi người có thể tìm hiểu cái cây mà mình muốn mua nó có tác dụng như thế nào và cách chăm sóc của nó như thế nào đó mọi người. Nếu mà mọi người có nhu cầu, mọi người gọi cho mình để mình tư vấn cho mọi người kỹ hơn nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.